đầu tiên giữa Gigabyte Marine và FFQ trong khuôn khổ Mountain Dew Champions Series 2017 mùa xuân. BO3, bán 1, bắt đầu. Kinh dày với chất tướng thì anh ta vẫn đang chịu một chút thua thiệt. Nhưng không sao cả, anh ta vẫn còn ở chiêu cuối có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình. Ren thì đã không còn được phép hỗ trợ dịch chuyển. Đây sẽ là một điều đáng lưu ý đối với đội hình của Marine nếu như muốn giao tranh lại nhỏ lẻ khu vực khác. Ren đã có chiêu cuối, ngay lập tức có sự xuất hiện hỗ trợ của Levi. Sát Hưng dồn vào kinh dây, anh ta vẫn còn tốc biến, đang cố gắng chạy nhưng không được. Sát Hưng dồn thành công chiến công đầu cho Gigabyte Marine. Lũy há linh hồn vô cực và cuồng cung lunar hoặc là dùng vô giống như đường giữa Warzone bị tấn công đã phải nằm xuống. Ren có mặt trong điểm hạ gục thứ hai cho Gigabyte Marine. Có Heaven ở đây, hán tử đã hụt rồi nhưng họ vẫn đang lao lên. Scary bị giữ lại, Sát Hưng dồn và Scary và anh ta nằm xuống. 3-0 dành cho Gigabyte Marine và họ đang sẵn sàng có tiếp điểm hạ gục. Nhưng hãy cẩn thận, King Jay đã có mặt với pha dịch chuyển và bên phía FFQ đang trả đũa rất mạnh mẽ. Họ có 2 điểm hạ gục, triple kill cho Levi và anh ta đang cố gắng chạy. Ren hỗ trợ nhưng cũng không được, tắt điện cho King Jay. Tuy nhiên King Jay không còn nhiều máu, Ren sẵn sàng tắt điện luôn King Jay trong pha này. Nhưng anh ta quyết định rằng có băng trụ hay không, anh ta quyết định băng trụ, bị vô ảnh bộ trong trụ, trụ băng Ren và Ren nằm xuống trong trụ. Dịch chuyển, đã có dịch chuyển của Ren. Heaven chạy thẳng về hướng bị dịch chuyển đó, anh ta đu vào mắt pha lao lên của Ren vẫn làm choáng được và Ren đã giữ được Heaven lại, làm chậm rất hay. Nhất thống được dùng, vô ảnh bộ thành công nhưng Heaven đã nằm, chỉ có điểm hạ gục lại khi mà Warzone dùng chiêu cuối tiêu diệt Optimus 1-1. Nhưng dù sao thì ủa khu dưới này Scary tốc biến nhưng vẫn không kịp anh ta đẩy được một người ra, anh ta tung một án tử nhưng không ngăn được Sát Hương đến từ Levi. Điểm hạ gục thứ 7 cho Gigabyte Marine. Nãy giờ anh ta bị tấn công khá là nhiều nhưng mới nằm xuống một lần mà thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng là Gigabyte Marine đang muốn hỗ trợ bởi vì họ cắm mắt xung quanh đường giữa để cho Randy xuống liên đây, tục ba người. Đây, họ lại lao vào tấn công Warzone. Chắc nào không cần cái con cá của team. Khi mà bạn đã đầu tư đến như vậy thì tôi nghĩ rằng Warzone cũng thôi phải đành chấp nhận là ngậm cười nơi tám suối mà thôi. Đây đây. Heaven cổng King Jay, bộ đôi kết hợp với nhau. Slay đã tốc biến. Sóng âm hụt, không sử dụng vô ảnh bộ. Hay là hụt luôn rồi. Tôi nghĩ nó hụt luôn rồi. Rồi. Tôi nghĩ nó hụt phản luôn. Công cho Gigabyte Marine. Bốn người của LQ đang bị kẹp lại và họ thoát bằng cách nào đây? Một người đã nằm, hai người đã nằm. Double kill cho Slay, người rất đói nãy giờ. Và Optimus chặn đường về của Heaven, đu vào mắt tốc biến qua tường về được. Nhưng mất nhiều quá rồi. FQ lại tập trung ra khu vực đường giữa. Có vẻ như cái trụ này không còn nhiều máu khiến cho Archie cũng như là Slay đang phải bắt buộc ra đây phòng thủ. Các thành viên phía của FQ đang tổ chức những pha bắt lẻ. Tuy nhiên thì không có bất kỳ thành viên nào đây cả những đường trên. Đường trên thì có vẻ như King Jay lại đang bị bắt lại bởi trực của Kermil. Và có vẻ như anh ta đang khôi thoát. Và King Jay đã phải nằm xuống trong một pha solo mà tôi nghĩ rằng khá là đơn giản. Bởi vì Ray và Kermil lên tấn công, bạn không thể nào chạy được. Thì vấn đề là FFQ sẽ có lợi thế về người ở đường giữa. Và họ đứng trước cơ hội có được cái trụ đầu tiên. Họ làm được điều đó, họ rút ngắn được khoảng cách về trụ. Nhưng Gigabyte Marine vẫn đang là những người có lợi. Slay bị làm choáng nhưng anh ta có nằm xuống hay không? Anh ta vẫn sống, sống âm nhưng không có vô ảnh cứ cá trúng của Optimus. Và rất nhiều điểm hạ gục cho Gigabyte Marine. Chính xác là 3 điểm hạ gục. Minas làm cái gì thế này? Anh ta outplay được không? Anh ta đứng gồng quỳ, mắt đã cắm, anh ta quỳ. Anh ta quỳ không trúng ai cả và anh ta đang cố gắng đứng bắn vào Optimus. Minas bắn cái gì đây? Bắn trụ không mất máu em ơi. Lao vào đá, tôi nghĩ là một combo tròn trịa đến từ đường giữa. Warzone bị giữ lại và anh ta cá. Cả, anh ta sẽ phải nằm xuống chung với cả Heaven. Hai điểm hạ gục, Minas tung chiêu cuối vào Optimus nhưng tôi nghĩ anh ta nên tránh xa khu vực này ra. Bởi vì không còn người nữa, Ren nhảy vào không đủ tầm để đá làm choáng Minas. Và bây giờ Optimus đúng là anh ta đi. Ôi, sao chạy? Xạ thủ mà bị Kermil dùng chiêu cuối vào cá thả vào kiệt sức hỗ trợ nhưng Minas vẫn sống được. Nhưng trong không được rồi. 1-1 chăng? Không có 1-1 luôn. 2 điểm hạ gục cho Gigabyte Marine. King Jay gỡ gạt được 1 điểm hạ gục nhưng đường về của anh ta hơi xa. Đường này thì xa quá và thậm chí là anh ta không được về nữa bởi vì Optimus đi xuống chặn đường King Jay vô ảnh bộ cố gắng về. Nhưng trong khi anh ta cố gắng về nhà thì Levi đang tấn công trụ, thấy thơm quá ra tấn công người, quét sạch cho Gigabyte Marine và họ sẽ là đội giành thắng lợi trong ván đấu đầu tiên. Thắng lợi có phần áp đảo đến từ Gigabyte Marine khi mà họ chỉ kết thúc ván đấu sau 26 phút 03 giây mà thôi. Cái cao của Midfield nếu như các bạn đang có theo dõi giải EU nhưng khoan đã. Tình huống đường giữa, xích thành công anh ta bị trói trụ. Anh ta bị hất tung lên với cú tốc biến của Heaven và chiến công đầu dành cho FFQ. Rất đơn giản. Bạn bắt đầu cái bãi bồ của mình với Ivern phía bù xanh. Đây, những gì Ivern cần làm là đây. Đây, triệu hồi Daisy.
Bùa xanh còn khá nhiều máu. Haven đang bị tấn công nhưng có sự hỗ trợ đến từ vị trí của Minas bị hất tung nhưng sát thương là không có bao nhiêu. BOTM xuất hiện, xích thành công với chiếc Levi có dịch chuyển đến từ vị trí của Red và có chiêu cuối của Optimus nhưng là chiêu cuối để rút lui. Nhưng mà những người đồng đội của anh ta vẫn đang ở lại đánh. À không, đó chiêu cuối hình như tại chỗ thì phải. Và bây giờ là Ren anh ta dứt điểm được vị trí Haven, tốc biến đi từ Minas, anh ta bắn làm đối phương và làm chậm ngược trở lại để giúp cho đồng đội mình về được. Bằng cái thông tin là đường giữa vừa mất thì BOTM sẽ bị hút đi xuống đường dưới. Wow. Đã có rất nhiều sát thương được nhồi vào POTM nhưng anh ta có hai lần biến này và thoát đi được. Rõ ràng là Ivan không phải là một vị tướng đi rừng có quá nhiều sát thương. Trong khi đó khu vực đường dưới này có chiêu cuối đến từ vị trí của Optimus. Rồi. Đại băng tiễn trúng vào vị trí của Archie nhưng đây là bốn người. Đẹp. Chiêu cuối của Varus cũng trúng cả hai và đó là một người nằm xuống, đó là vị trí của Minas. Tiếp theo đó là Scary Haven đến. Quá trễ rồi anh ơi. Mọi thứ được tổ chức cực kỳ khoa học trong pha tấn công băng trụ vừa rồi của bên phía Marine. Trở nên yếu đuối trước một ride của Optimus trong khu đó khu trong cái đó khu đường trên. Kinh dây sao chạy đây, anh ta còn một cú quy, cần một cú quy tốt, tốc biến quy. Ren tốc biến lên nhưng không che được và đó là lượng sát thương dồi vào, chắc chắn sẽ có điểm vào cục. Haven là người gặp nguy hiểm. Tiếp theo một pha băng trụ đến từ các thành viên bên phía của Gearbox Marine. Archie đang là người chống chịu sát thương trụ và double kill dành cho Slay. Đó là lý do tại sao Varus mạnh quá trời ở thời điểm hiện tại. Ash của Minas wow. Bọc chiêu cuối bắn ra đường giữa nó không hề chính xác chút nào cả. Optimus đơn giản tung một cú W mình trở lại và ép lui lép lăng. Và chiêu cuối tung ra rất chuẩn xác từ Archie, hất tung được vị trí của Haven lên và anh ta nằm xuống ngay lập tức. Chiêu cuối của Scary nó chỉ để ngăn các hành viên bên phía Gambit Gam tiến sâu vào hồi nhưng nó không ngăn được Optimus. Với lượng sát thương khổng lồ của anh ta thổi bay Rotem lên bảng. Còn ở đây là King Jay cùng với ba người còn lại bị chiêu cuối của Varus trói lại. Cú quỳ quá chuẩn xác đến từ Slay. Daisy được nghiêng ra, tốc biến lên, dứt điểm đối phương là Ren. Tiếp theo một điểm hạ gục dành cho bên phía Gibby Marine.